Bên theo mình cũng xin chào cô bác chị các bạn. Chào cả nhà. Em chào cả nhà nha. Trước tiên thì mình cũng xin kính chúc cô bác chị và các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe chồng nắng. Ý anh hai mà hỏi là muốn đấu với anh ba, ăn thịt mỡ phải không? Mỡ. Thịt mỡ mới chịu ăn. Không, mỡ chịu mà. Mua thịt mỡ rồi. Thì tôi chưa. Tại vì tôi thì phình bụng cho ông hai không thấp đấu mà. Tôi đâu có chạy. Rồi. Mình làm sao làm không? Làm sao là ăn sao ăn ăn không có ói nha. Cái bụng tôi mà ông la ói. Trời không dám ói. Đấy, trả tiền nha. Lần này anh coi coi anh ba với là anh hai sao tí ơi, chứ chọn chị em mình là chạy anh ba rồi đó. Còn chạy anh ba rồi. Chạy hả? À? Ý anh hai nói là ối trả tiền là trả tiền mua thịt hay sao anh? Trả tiền thịt luôn á, trả tiền tôi hua luôn. Rồi ok. Hai đầu luôn á. Chứ sao? Trời ơi. Cái bụng là bụng dữ. Hôm nay là cuộc chiến là phải nói là mình thấy là hấp dẫn rồi đó, không biết sao đây. Hai người này đây này thì tự giới thiệu là thánh ăn thịt mỡ, đây này nè thánh nút trọng hơn nào giờ luôn. Hôm nay cho hai đội đấu quá mẹ người ta làm sao người ta làm đấy. Chị em mình tình nguyện chị em mình tình nguyện nha, nhóm lửa nấu ha. Đây thịt nọng, đây thịt nọng mình con heo thì hai bên nọng được có 1,5 kg à, hai bên lấy hết trơn luôn hả? Ừ, một con heo là mình cắt ra như thế này để cho anh em bên cục kia nè được khỏi công ít nhiều, rồi kèm thêm mỗi bên một miếng bò gọi nữa và cho nó tròn 2 kg à, mỗi người 1 kg. Cái này tại vì đáng lý là thịt nọng đủ thì mình không mua bò gọi, nhưng mà thịt nọng có 1,5 kg á, kèm thêm nửa ký bò gọi nữa. Rồi mình cho hạt niêm vô, 1,5 muỗng hạt niêm. Chị em mình chạy anh ba rồi tí ơi. Anh chạy anh ba rồi, vậy cho anh hai anh đấu với anh ba đây. Rồi. Tại anh hai anh nói là thịt mỡ anh ăn vô địch mà. Rồi. Cho thịt vô tí. Không muốn đấu mà ông hai không cho. Anh ba nó anh muốn đấu mà nghe anh hai thách nó tức quá dứt luôn. Mình cho thịt vô nè. Mỡ. Ra này nọng hết rồi. Nọng em. Nọng ăn anh hai anh với anh ba anh khoái ăn thịt nọng. Dạ. Thịt mỡ hai hai là khoái lắm. Luộc cái là quất. Mình thì không muốn ăn thua. Bây giờ ông hai không muốn. Gì vậy? Không muốn thì mình chịu. Anh hai anh nói là hồi nào giờ anh ăn thịt mỡ anh cũng chưa thua biết thua ai đó. Nói cho anh ba biết mà chuyện này là có giao kèo nghe, ai thua trả tiền thịt đó nghe. Có đem tiền theo không anh? Để bất ngờ thua một cái không có tiền đâu mà chung trả đó. Người cái dễ hứng kìa tí. Rồi ha, rồi ha. Của ai lấy cầm nha nghe, hợp lý ha. À, có cái cục này không phải đâu. Cục nào cũng được chứ. Ui. Cục nào cũng được hết trơn á. Không, nó có 3 cục. Đây. Không chia cho đều mà đó đúng rồi, cái này đúng rồi đó này đó, đẩy cái này trước nè, cái này sau nè, đó trọng tài này nha, trọng tài mà chia không đều ngồi bị đòn trọng tài nha, bị đòn nha. Này của bên đây, này bên đây đó. Ủa cái này bên đây chứ, đúng rồi, trọng tài này ngồi bị đòn đi. Nhớ mà nhớ cắt mình nhớ đúng không, vậy là đồng nè đó. Rồi chưa, đồng ý không? Hai có hồi gì không? Hồi thì nói chị cho rồi. Quyết định là chấm nó bấm trong không? Đúng rồi. Rồi bấm trong. Rồi quyết định vô. Bấm trong em cắt ớt với lại mắm sẵn anh nè. Rồi. Cho người dĩa đi. Rồi. Nước bấm nhiều vô. Không chịu ăn rau ăn đồ luôn á tí. Đòi ăn vậy đó. Dạ. Rồi coi chút xíu nữa là coi người nào. Ừ. Bây giờ thì đồ ăn thì chính rồi, thì cuộc chơi thì hai người tự đưa ra đúng không, thì mình là cũng đại diện hai anh tổng mời cô bác chị các bạn ăn thịt mỡ với hai anh hai và anh ba. Thì hôm nay cuộc chơi vậy, nhưng mà ai thua trả tiền, hồi nãy nói là đồng ý, có suy nghĩ gì không? Có tiền ra đi, người ta thua người ta chung. Rồi bây giờ thì cuộc chơi thì hai người tự thách đấu tự chơi, nhưng mà mình cũng có cái một chút tinh thần cho anh em là người nào về trước mình sẽ tặng cho 200 ngàn, còn người nào thua thì này hồi nãy hai người tự giao kèo ha, đồng ý không? Chơi thua dọn dẹp đi trả tiền đó bữa đầu
rửa chén rồi trả tiền thịt phải không? Trả tiền thịt nè. Rồi cái này là mình chỉ là khuyến khích tinh thần nè hai anh thôi nha. Để đây nhưng mà để đây để chơi thôi nghe chứ không biết qua ba mốc hay qua hai nha. Đây 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 này, gõ gà nghe rồi làm không phải được 200 này mới được. Rồi đây nếu đi được 200 đó. Rồi điểm đi, điểm ha, gấp rồi rồi điểm đi. 1 2 3 bắt đầu. Vô trời ơi quá dạ. Quá rồi. Anh hai lấy cục bự luôn đó kìa. Ừ. Anh hai ăn cứ tập trung ăn, anh đừng nhìn anh ba. Nhìn là hồi anh thua anh ba đó. Quá sức rồi, quá sức rồi. Nhớ xuống cái bụng cái ụt vô anh ba. Quá sức rồi. Anh ba không có nhai đâu, anh nuốt không á. Anh nuốt trọng không á. Quá sức rồi. Cục bỏ sao cũng được, cậu ăn hết thôi à. Quá sức rồi. Sao nuốt nước miếng dữ vậy trời. Nuốt nước miếng nè. Mình cổ lên thôi. Đó. Này chủ yếu là nhìn anh hai thôi chứ anh ba là biết anh hai, anh ba là nút thánh này thánh dữ nè. Thánh thật mỡ hả? Thánh nút trọng. Có dữ à. Có dữ à. Tại vì tí là nút nước miếng vậy tí. Rồi tí nước miếng kìa. Đây có hai con lồng viên. Có dữ à. Uống miếng nước đi đừng nút. Có dữ. Uống miếng nước đi để nút nước miếng của chí à. Vô. Cố lên anh ơi. Wow. À mình thì có nghĩa là mình cổ vũ cho hai người luôn, cổ vũ hai người luôn chứ không có cổ vũ cho ai hết á, cổ vũ cho hai người. Cố lên bay miễn sao luôn, người thắng này cũng được hết á. Cố lên bay, cố lên bay, cố lên bay, cố lên bay, cố lên bay. Cái này thua cũng hơi bị căng nha, vừa thua phải tốn tiền thịt nè, rồi vừa tốn tiền ấy lê tốn dọn dẹp nữa nè, tốn công dọn dẹp nữa nè. Anh hai còn còn nhai dữ, còn anh ba anh nước trọng hơn rồi thấy rồi vậy đó. À mình đó bà tí ơi, bà sức rồi anh chị rồi. Anh hai gọi cục bự rồi là anh hai khỏe đó. Không, anh ba anh gọi cục bự nữa kìa. Nước trọng hơn rồi đó, dữ quá. Không dám, không dám, không dám. Nút trọng nè. Anh lên nút trọng nè. Bò móc dữ lắm. Cố lên hai ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Anh từ từ, từ từ, anh ba từ từ, từ từ à. Bò móc này là thánh à. Hình như chị với cưng là đấu với anh ba là thua hoài. Thua hoài đâu đâu ăn ba nổi. Cố lên hai, cố lên. Cố lên hai ơi. À, mình giờ nói với hai. 200 ngàn để lộn đổ không ta. À, mình bây giờ thì thêm cái nữa là hai anh bây giờ cũng đuôn dọc cái đường nước cúc. Mình bây giờ xin được làm huấn luyện viên nha, ở lộn xin được làm bình luận viên nha. Mình ví dụ nha. À, một đội Manchester, một đội Real Madrid nha. Hai đội đá nha. À, cái đội áo trắng thì là Real Madrid, còn cái đội áo sọc xám này là Real Manchester nha. Rồi, Real Madrid đâu dẫn điểm Manchester rồi. Vô. Shoot. Shoot vô. Real Madrid vô một trái nữa rồi. Rồi tới à. Tại đội Manchester dẫn bóng. Shoot vô cái hết luôn nè. Quá. Chúa kìa. Chú luôn mày. Chúa. Tí cho luôn bắp tí ơi. Rồi. Chúa. Quá rồi. Quá tí rồi. Rồi tăng cường nước mắm luôn. Rồi tí tăng cường nước mắm luôn. Rồi ok. Không, anh ba với anh hai ăn. Anh hai. Nó lót rồi đi cùng ta. Anh hai đừng có nhìn anh ba. Cứ bình thường ăn á. Cua hả bố. Chú ơi. Tôi tự nhiên đẹp. Anh hai vui chén cho. Chịu vui chén chịu trả tiền thịt đúng không? Trả thịt luôn rồi. Không xong rồi Dương ơi. Không xong rồi Dương à.
mình cũng xin nói thiệt với cô bác anh chị và các bạn, cái ngày hôm kia mình có quay một clip là ăn cá tra không lầu, thì anh hai mình nói là anh ui thịt mỡ là anh ăn dữ lắm, anh nói thách đấu với bao ốc. Hôm nay mới chứng kiến nè, đó bao ốc là thánh ăn thịt mỡ mà. Rồi bye bye lắc đầu rồi. Bởi vì anh ba cái gì anh cũng tài hết trơn á hả, bà xã ảnh lúc nào cũng mừng hết trơn, tiền lúc nào cũng vô. Bữa nay ở này nữa. Vô rồi. Bà móc đây. Bà móc còn còn quả hả? Cục anh hai còn cục hai cục. Sao? Sao rồi? Nhưng mà thôi anh phải ngồi chờ anh ba ăn hết chứ. Đừng nãy anh ba mới vô á, em nói này á, anh ba mới vô anh ăn nhanh lắm, chắc là anh cũng ngơi rồi đó, biết đâu ngơi rồi ngồi ăn cái dài chả ăn nữa. Cố lên hai đó, chưa chắc đâu thấy trong người đâu. Cái này anh ba ngơi lại đó, anh phải ngơi đâu thấy thấy rồi, dư mình rồi. À, ghi anh Magic dẫn Manchester 1-0 rồi nha. Gì lắc đầu. Cái gà lắc mặt hả? Không khả năng, không khả năng phải không? Không khả năng phải không? Hết khả năng rồi. Không khả năng phải không? Không khả năng thì vô nói với anh chị. Đi. Không khả năng phải không? Rồi ok rồi, ngồi chờ 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 anh ba nè. Chờ coi anh ba nè. Anh hai ngồi coi anh ba, anh ba nè. Quay. Ăn ngồi chứ ăn đi gì. Ngồi để ăn đúng không? Mà ăn hết mới lấy được mấy tiền chứ. Ăn hết mới kết thúc clip chứ. Còn cục này hơi hám gì nữa. Sao cảm giác hay quá, sao? Hay quá. Cảm giác sao anh hai? Không nổi. Thua, vừa thua. Còn cái tò nữa không? Hết vô luôn hả? Hết vô luôn hả? Suy nghĩ có cách nào gỡ thôi anh hai? Còn cách nào nữa không? Làm luôn, hình bụng làm luôn. Đưa suy nghĩ ra, anh hai đưa suy nghĩ ra. Thiện tình chứ. Ngon quá, thèm. Ngon quá mà, ăn không lại quá. Y thèm thiệt, nhưng mà y ăn không lại. Cái này có mỡ, có thịt nạc, tôi hơi chậm, gặp mỡ nãy giờ. Cứ đi mất tiêu rồi. Chúa ơi, và hay quá quý. Thịt mỡ là hay vô địch thiên hạ luôn. Thấy không? Nuốt cái nó rớt cái bò tử không biết nghe gì không? Cái đuổi giống vậy. Đó. Ổi qua móc ăn hết nổi không nè. Mình phải chờ. Cười. Anh hai hết nổi luôn anh hai. Thôi hết nổi. Đứt con chuột. Vô nổi luôn rồi đó hả? Vậy mà móc được thách đấu rồi bạn nghe này. Nghĩ rồi. Chết rồi. Đập tư dữ thiệt rồi. Đập tư dữ thiệt rồi. Em đặt đâu có sai đâu. Em nói là anh ba là thánh ăn thịt mỡ à. Bình thường. À. Cho có phải có hồi kết mới được chứ. Cuộc chiến nào cũng phải có hồi kết chứ. Mình chấp nhận mình đó, mình bình bụng mình thách đó, người ta thách đấu mình phải không, bình bụng mình phải làm cho hết.
mới vô địch được. Đúng rồi. Mà nhưng á mình ăn không hết thiệt, mà nhưng nó không giao khói nghe, ai khói thua nghe. Cái này là cũng giữ máu rồi, ăn không hết á, mình ăn có thiệt mà chưa thua đó, mình ai thua đó nghe. Ừ. Cũng để ý ra này cái chứ. Ngồi nghiêm cứu suy nghĩ nãy giờ tí. Bụng cũng dữ rồi đó. Ừ, cũng dữ rồi nó. Phải hết mới được à. Đó. Thôi làm vậy ha, phân ra hai liều. Sao? Sao anh hai nở cho này? Sư phụ. Có ai tông sư phụ rồi đó. Phải là sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Tông chỗ gặp tôi đó, kêu đại ca không à. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Em á, nhiều khi em ăn một hai món á, em vẫn ăn anh ba được đó. À, anh hai nó thịt mỡ thèm ăn toàn dữ lắm nha. Rồi hôm nay chấp nhận bái bông ốc làm sư phụ luôn rồi. Sư phụ. Rồi hai người đi dẫn nhau đi lên thỉnh kinh đi, thỉnh kinh đi chứ. Bái sư phụ rồi đi thỉnh kinh ơi, dẫn ơi. Chưa chắc. Nhưng mà còn cái kèo, còn cái kèo ăn gà chết nè. Tối nè. Còn cái kèo ăn gà chết nữa này. Tối ăn á. Làm mấy miếng nước mắm luôn á. Có đu. Để tặng cho này không đây. Nhận 200.000. Rồi. À. Có quyền bỏ túi. Có quyền bỏ túi. À, tôi dọn cho. Tôi dọn rồi tôi trả tiền cho. À, nói không rồi nói cái tiền mua thịt thì anh không cần trả tay ơi. Nói chung là em cũng thương anh em ơi, làm kiếm tiền cũng cực khổ. Thôi. Bây giờ anh cảm ơn anh dọn dẹp rồi được rồi. Chứ đi dắt lúa, dắt xi măng cũng cực lắm. Chào anh. Chào sư phụ, con cô dọn cho sư phụ. Rồi, cái tiền mua thịt thì anh yên tâm, em không để cho anh em trả đâu. Không ăn dọn dẹp chứ, cho anh hai dọn à. Rồi dọn đi, rồi xong rồi rửa nồi, rửa chén rồi vô. À, không cho ai dọn vậy á. Đó, tự dọn. Rồi sao thua vậy rồi coi có vui gì hôm nay? Vui chứ. Vui nhưng mà em cũng thách đấu người ta mà, giờ nó ăn mình phải thua thôi. Thua rồi chấp nhận phải không? Chấp nhận thua chứ sao giờ. Rồi rửa dọn dẹp đây vừa mới cái này. Rửa rồi sạch nha. Ê, dọn dẹp từ dọn dẹp nha anh hai. Từ dọn dẹp nha. À, clip mình xin tạm dừng tới đây. Mình xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mình. Mình cũng xin chúc cho cô bác anh chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xin chào hẹn lại, bye bye. Bye các anh ơi, thua dặn xong coi rồi. Thua rồi, xin chào.